cái tay vai tựa hay là mặt bàn, mặt ghế, mặt đôn hay là những cái nô tựa đều là những cái hàng tuyển chọn vân vèo, nó phải là hàng xuất sắc. Vâng, xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Thưa quý vị, thì video ngày hôm nay Đỗ Tĩnh xin được giới thiệu một cái tác phẩm, một bộ ghế trường kỳ đục tích, một bộ trường kỳ đục tích bằng chất liệu gỗ gụ ta Quảng Bình. Đó. Bộ này gồm có 3 món được hoàn thiện và làm vô cùng là tâm huyết. Đó. Thoạt nhìn sơ qua thì quý vị có thể hình dung ra được, đấy là cái sự chọn lựa từ chất liệu cho đến chọn vân, chọn gỗ thì nó là hàng gọi là bên mình thừa rất là kỹ mọi người nhá. Ấy, ngay cả từ cái tay vai tựa hay là mặt bàn, mặt ghế, mặt đôn hay là những cái nô tựa đều là những cái hàng tuyển chọn vân vèo, nó phải là hàng xuất sắc. Và bộ ghế này thưa quý vị nhá, bộ đây là bộ trường tích gồm có 3 món và điều đặc biệt đó là đục 2 mặt, nô 7 phân rưỡi. Và đục đây cho mọi người xem mặt đằng sau trước nhá. Mặt đằng sau được đục như mặt đằng trước của một bộ ghế bình thường, một bộ ghế hàng nô tựa 3 phân. Đấy, thì đây là bộ 7 phân rưỡi. Mặt đằng sau đục như cái bộ như mặt đằng tiền của một cái bộ đục 3 phân. Đó, còn đây là mặt trước của bộ ghế này. Đấy mọi người ơi, từ hình dáng chi tiết cho đến những cái đường nét đục chạm được nghệ nhân thổi hồn cực kỳ là bay. Đó, mọi người nhìn này, đây này, này, tay này, rồi nâng ni để uống chén rượu hồng này. Đó, rồi đặc biệt ở đây là mình đục, nghệ nhân của mình thể hiện hai lớp mọi người nhá, đục trên và đục dưới để thể hiện một cái chiều sâu, vô cùng chiều sâu. Đó, đấy mọi người nhìn này, một cái cây nó đây này, mặt trên này, lớp trên và lớp dưới này, đấy, đục mà cực kỳ là thể hiện có hồn và chiều sâu mọi người nhé. Nhìn những cái cành cây khúc khỉu vô cùng là xuất sắc. Đó. Đấy, những cái bình bông, những cái ngôi nhà tựa đục ngoài vân ra còn thể hiện đường nét chi tiết, nó gọi là xuất thần. Kích thước của một chiếc trường này là dài tới 2m17 và chiều sâu của nó là 66 và nọt nòng này mọi người, nọt nòng mặt sử dụng là cực kỳ to. Đây là hai tấm gỗ dày 3 phân mọi người nhá, dày này là 3 phân, 4 chỉ 3 phân. Đấy mọi người, 1 2 3 4 đấy. 3 phân đậu. Đấy. 3 phân đậu, một tấm lá gụ Quảng Bình 3 phân đậu này mà mặt sử dụng bên trong này này mọi người nhá. Chưa kể phù bì ra bên ngoài này. Đấy. Sử dụng bên trong này là 58 mọi người ạ. Sử dụng 58, cực kỳ to, ngồi rất là thoải mái mọi người nhá. Đấy, mặt bình thường như những cái bộ ghế bên này này thì anh em mình chỉ sử dụng những cái mặt có là 48 thôi mọi người ạ. 48, 47, 48. Đó, riêng bộ này là một cặp lá mình lấy ra từ lá mặt sập, lá đôi mọi người nhá. Đấy, để và xẻ ra và làm cái mặt siêu to khổng lồ như thế này. Đó, nó cực kỳ là đã. Nô 7 phân, bộ trường đại nô 7 phân, mặt dày đậu 3 phân, duy nhất trên thị trường, chỉ có duy nhất trên thị trường nha. Và chiều sâu nọt nòng là 58, cực rộng, ngồi cực thoải mái. Đó. Và đi kèm với đó là một chiếc bàn, một chiếc bàn như thế này, một chiếc bàn. Đấy, chân ghế là 11 chỉ mọi người nhé, chân bàn là 9 chỉ. Đấy, cực kỳ là dày, một chiếc bàn cực to, một chiếc bàn rộng lên tới 61 và dài 1m3 mọi người ạ. Đấy, tất cả đều được chọn vân vèo rất là đều, tăm tắp và mượt mà. Đó. Phần dưới này thì diễu bàn thì anh em mình cũng đục tích. Đấy, những cái đường nét này. Đục tay cực kỳ là sắc nét. Và ở phần diễu ghế như thế này thì anh em mình đục đó là cảnh tung hạc diên niên. Đó, đây mọi người ơi, tung hạc diên niên thể hiện cho cái sự trường tồn, thiên thu bạch hạc thọ vô cương,
vạn cổ thanh tùng xuất bất não, ngàn năm cánh hạc trắng vẫn còn đó, và hàng vạn thiên niên kỷ, hàng vạn năm như vậy thì cây tùng vẫn mặc dù sống trên núi cao, sương gió bão bùng rất là nhiều, nhưng mà vẫn trường tồn và vươn mình lên và trường tồn với lại thiên nhiên, với cuộc đời đấy, thể hiện cái sự trường tồn mọi người nhá. Ơi, mặt sàn đây, mặt sàn anh em mình làm, mọi người ơi, mặt sàn này cũng được dùng tấm lá rất là đẹp mọi người nhá, đấy, sạch sẽ. Và dưới đây thì anh em mình làm một cái những cái đố ngang đố dọc đấy, thì rất là chắc chắn và dày dặn đấy, toàn những cái gỗ dày 3 phân để anh em mình làm những cái phần giá để đây nha. Anh em mình có thể ở trên này, anh em mình có thể để những cái đồ vật dụng cần thiết đấy, vật dụng cần thiết như thế này, và dưới này anh em mình có thể để thêm một số đồ, hoặc là anh em mình kê chân đấy. Tay vai này anh em mình là 7 phân mọi người nhá, tay vai 7 phân. Và những cái đố đứng này, đố đứng này anh em mình là 6 phân vuông đấy, hàng cực kỳ dày, hàng 6 phân vuông mọi người nhá. Đó. Vâng, và như vậy thì đồ gỗ Đỗ Tĩnh vừa mới chia sẻ cho mọi người và giới thiệu cho mọi người thêm về bộ trường kỷ đục tích bằng chất liệu gỗ Vũ Ta Quảng Bình, hàng tuyển chọn vân và hàng đặt dày dặn như thế này mọi người nhé. Thì xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của đồ gỗ Đỗ Tĩnh. Chúc mọi người một ngày thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và gặp thật nhiều may mắn trong công việc cũng như hạnh phúc gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.